Xin kính chào quý vị và các bạn cùng đến với bản tin giao thông an toàn ngày 5 tháng 4 năm 2016 của VTC14. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Trưa nay ngày 5 tháng 4, đơn vị trục vớt cầu Gành đã hoàn tất việc tách nhịp dầm cuối cùng ra khỏi hiện trường vụ sập cầu do xà lan tông để phục vụ cho công trình xây dựng lại cầu mới. Nhịp cầu trên nằm phía bờ phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, là một trong hai nhịp cầu không bị sập sau sự cố tai nạn xảy ra vào ngày 20 tháng 3. Trước đó, nhịp không bị sập còn lại đã được tách khỏi mố và lai dắt vào bờ ngày 2 tháng 4. Hai nhịp dầm trên không cắt thành đôi để hạ xuống xà lan như kế hoạch trước đó, mà vẫn giữ nguyên độ dài. Trước khi xảy ra tai nạn, thiết kế của cầu Gành gồm 4 nhịp dầm. Hai nhịp giữa đã bị sập cùng mố cầu sau sự cố tai nạn. Đơn vị trục vớt đã cắt thành nhiều phần dưới nước mới cầu lên được. Sau khi tách khỏi mố cầu, hai nhịp dầm trên được bàn giao lại cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đưa vào khu lưu niệm. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV cho biết sẽ thi tuyển thiết kế kiến trúc nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo đó, thiết kế kiến trúc nhà ga giai đoạn 1 phải xây dựng một nhà ga hành khách đáp ứng công suất 25 triệu khách một năm, tổng diện tích khoảng 400.000 m². Đồng thời, nhà ga phải đảm bảo các tiện ích đáp ứng nhu cầu của hành khách, đạt tiêu chuẩn mức dịch vụ tương đương với các sân bay hàng đầu thế giới theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC vừa kiến nghị lên Bộ Giao thông Vận tải xin điều chỉnh mức thu phí theo hướng tăng trên đường ô tô cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, dự kiến thời gian áp dụng từ ngày 15 tháng 5 tới đây với mức tăng từ 1.500 đồng xe tiêu chuẩn, xe con trên km lên 2.000 đồng trên CPU trên km, tăng 500 đồng trên CPU 1 km so với hiện nay. Lý do điều chỉnh tăng được VEC lý giải từ đầu năm 2016 nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và hiện đại hóa tuyến đường. VEC đã hoàn thành thảm lớp tạo nhám trên tuyến đường với giá trị đầu tư khoảng 589,95 tỷ đồng, hoàn thiện các hạng mục phụ trợ an toàn giao thông, điều hành giao thông thông minh. Tốc độ lưu thông trên tuyến cao tốc đã tăng từ 100 km/h lên 120 km/h. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn có thể sắp chạy tàu lửa chặng ngắn Sài Gòn Đồng Nai. Theo đó, chuyến tàu này sẽ chạy từ ga Biên Hòa Đồng Nai đến ga Gò Vấp, ga Sài Gòn và ngược lại, với số lượng từ 6 đến 12 chuyến một ngày đêm. Riêng vào thời gian cao điểm, tàu chỉ chạy đến ga Gò Vấp, cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 1 km nhằm giảm áp lực giao thông đường bộ của thành phố. Giá vé đi tàu tương đương giá vé xe buýt hiện nay của thành phố. Trước mắt, thành phần đoàn tàu gồm 3 toa máy lạnh chở khách và 2 toa chở hành lý. Liên tiếp trong mấy ngày gần đây, trên địa bàn của xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, xảy ra nhiều vụ sụp lún đất, nhà rơi xuống sông, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của người dân. Vụ sụp lún xảy ra gần đây nhất vào khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng ngày hôm nay, mùng 5 tháng 4 năm 2016, tại hộ gia đình của ông Trần Hoài Nam ở ấp Chùm Thuật A, xã Khánh Hải, làm hư hỏng hoàn toàn một căn nhà, ước thiệt hại tài sản là 10 triệu đồng. Trước đó vào rạng sáng ngày 2 tháng 4 năm 2016, tại ấp Chủ Mía, xã Khánh Hải cũng xảy ra vụ sụp lún làm hư hỏng 12 mét lộ bê tông nông thôn và thiệt hại một căn nhà dân. Theo thống kê của xã Khánh Hải, từ đầu mùa khô cho đến nay, trên địa bàn của xã đã có 10 vụ sụp lún đất. Và hiện nay các ngành chức năng, chính quyền địa phương và bà con nhân dân đang tập trung khắc phục thiệt hại các vụ sụp lún này. Liên quan đến vụ bắt giữ gần 9.000 lít chất lỏng chưa rõ nguồn gốc ở Hưng Yên, thì hôm nay, Chi cục Quản lý Thị trường Hưng Yên cho biết, do vụ việc phức tạp nên đơn vị sẽ gia hạn thời gian tạm giữ tang vật. Còn theo chứng thư của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 1, có cơ sở nghi là xăng máy bay. Và nếu điều tra chính xác là xăng máy bay quân sự và có liên quan đến quân đội, thì sẽ chuyển hồ sơ tang vật sang Bộ Quốc phòng để xử lý. Tang vật của vụ án là xe bồn mang biển kiểm soát 29C-39161 đang được lưu giữ tại kho K131 của tỉnh Hải Dương. Xác minh của cơ quan chức năng cho thấy, xe bồn này là của công ty cổ phần Đức Minh, trụ sở tại đường Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Lái xe là Trần Mạnh Tiến, ở Phú Lương, Thái Nguyên. Lô hàng không có hóa đơn và chứng từ kèm theo, nhưng thuộc sở hữu của hai chủ hàng khác nhau.
Kết luận giám định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 thì chỉ số octan và hàm lượng trì của khối chất lỏng này quá cao với yêu cầu quy định kỹ thuật của xăng không trì. Chất lỏng này cũng không có hiện tượng kích nổ khi dẫn vào buồng đốt. Theo chứng cứ, có cơ sở nghi ngờ đây là xăng máy bay. Vụ việc này xảy ra vào ngày 4 tháng 3. Ban đầu, Chi cục Quản lý Thị trường Hưng Yên chỉ kết luận xử phạt hành chính. Tuy nhiên, Văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã yêu cầu làm rõ hơn. Thì sau khi nghiên cứu thì thấy có những dấu hiệu liên quan vi phạm pháp luật và buôn lậu, gian lận thương mại, và thấy là xét có những dấu hiệu vi phạm pháp luật thì là Văn phòng Thường trực đã đề nghị chỗ Quản lý trường Nguyên là chuyển hồ sơ lên báo cáo lại toàn bộ việc với Văn phòng Thường trực. Sau khi nghiên cứu xong thì thấy có những dấu hiệu cần phải điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Các chuyên gia xăng dầu cho rằng chất lỏng này hoàn toàn có thể dùng để pha chế vào xăng kém chất lượng hoặc xăng A83, làm tăng chỉ số octan để biến thành xăng A92 hay A95 và tiêu thụ trên thị trường. Ra thị trường á, việc pha chế không đúng á, thế dù có thêm các cái chất khác, thậm chí khi người ta pha cái xăng không tốt với cái xăng này, nhưng mà không, người ta lại cho thêm cả cái chất oxygenat khác, ví dụ như methanol, acetone, thì nó nâng lên rất nhanh. Và như vậy là dây hỏng động cơ rất nhanh. Và cái nữa là nguy hiểm, nhất là cái nguy hiểm cháy nổ mà như chúng ta đã biết năm 2012 và 2013. Hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng về gần 9.000 lít chất lỏng lạ bị bắt giữ, nhưng nó làm cho nhiều người nghi ngờ về sự liên quan của nó đến hàng loạt vụ cháy, nổ phương tiện chưa rõ nguyên nhân đã và đang xảy ra gần đây. Công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến đã đình chỉ một phụ xe buýt do có hành vi hành hung và đuổi hành khách. Sự việc xuất phát từ một chia sẻ trên trang mạng xã hội của một cô gái tố bị phụ xe buýt Bảo Yến đánh tím bầm mặt. Vào ngày 3 tháng 4, một cô gái đăng tải hình ảnh và thông tin lên Facebook cá nhân tố bị phụ xe buýt số 58 tuyến Mê Linh Yên Phụ thuộc xe buýt Bảo Yến hành hung. Cô gái này chia sẻ, sự việc xảy ra vào khoảng 14:30 ngày 31 tháng 3 khi đi trên xe buýt từ Mê Linh về trung tâm Hà Nội. Do say xe nên cô đã nôn vào túi bóng và đã xin phụ xe giấy lau. Tuy nhiên, phụ xe đã có hành động sàm sỡ nên cô phản ứng và bị phụ xe tát rồi buộc xuống xe. Sau đó, công ty trách nhiệm hạn du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến, Bảo Yến Push đã xác nhận có vụ việc nói trên. Vụ phụ xe buýt bị tố là Trần Văn Sang. Theo tường trình của Sang, sau khi cô gái trẻ nôn ra túi ni lông, có hỏi xin phụ xe buýt tờ giấy lau nhưng nói nhỏ quá nên phụ xe không nghe được và giữa hai người đã to tiếng với nhau. UBND thành phố Hà Nội vừa thống nhất chủ trương triển khai thực hiện dự án đường vành đai 2 trên cao, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư Sở, theo hình thức hợp đồng BT đồng bộ trên toàn tuyến, không phân kỳ giai đoạn đầu tư. Vấn đề đáng chú ý khi triển khai dự án là khớp nối đường vành đai 2 trên cao với các dự án liên quan tại nút giao thông ngã tư Vọng, ngã tư Sở với dự án tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1 đoạn Yên Viên, Ngọc Hồi. Phương án tổ chức giao thông tại các nút giao cũng cần nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo hợp lý, khoa học. Trước đó, nhiều chuyên gia giao thông đã đưa ra ý kiến không nên xây dựng đường vành đai 2 trên cao mà chỉ cần giải phóng mặt bằng cho đủ mặt cắt ngang của tuyến đường thông từ ngã tư Sở đến cầu Vĩnh Tuy theo mặt cắt 50m như phê duyệt cũ là được. Bởi lẽ đường trên cao chỉ nên xây dựng ở những nơi khu dân cư không quá đông đúc. Còn ở khu vành đai 2 hiện nay, nhà thấp, đường đông thì không nên làm, sẽ chán không gian thành phố. Theo quy hoạch giao thông Hà Nội giai đoạn đến năm 2020, Hà Nội sẽ xây dựng thêm 12 cây cầu mới vượt sông Hồng, nâng tổng số cầu lên 18 chiếc. Các cầu và hầm mới sẽ được đầu tư xây dựng, gồm cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở, vành đai 4, cầu Thăng Long mới, vành đai 3, cầu Tứ Liên, cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2, cầu Thượng Cát, cầu Ngọc Hồi, vành đai 3,5, cầu hầm Trần Hưng Đạo, cầu Phú Xuyên trên đường cao tốc Tây Bắc, quốc lộ 5, cầu Vân Phúc, đường trục Bắc Nam, nối với tỉnh Vĩnh Phúc, phục vụ giao thông liên tỉnh, cầu Việt Trì, Ba Vì, kết nối quốc lộ 32 với quốc lộ 32C, thuộc địa phận thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Trong khi đó, cầu Long Biên sẽ được nâng cấp cải tạo trở thành cầu đi bộ. Để hiểu rõ hơn về nội dung hướng dẫn của các biển báo giao thông thường gặp, mời quý vị và các bạn cùng đến với clip giới thiệu về những biển chỉ dẫn giao thông đường bộ phổ biến tại Việt Nam.
Thưa quý vị, việc chỉ trong vòng 2 tháng, hai hãng hàng không mới đã được Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp phép hoạt động đã khiến nhiều người cho rằng có những vấn đề khuất tất phía sau. Vậy thực tế câu chuyện này là gì? Việc cấp phép cho các hãng hàng không trên có thực sự đúng các điều kiện và các quy định hiện hành của Việt Nam? Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Võ Huy Cường, là Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải. Vâng, xin chào ông. Chỉ 2 tháng sau khi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng vào nhậm chức tại trong thành phố Hồ Chí Minh thì đã có hai hãng hàng không được kiến nghị là sẽ được cấp phép hoạt động, và có ý kiến cho rằng việc cấp phép ồ ạt hai hãng hàng không trong thời gian ngắn như vậy là một động thái chạy nước rút trước khi một chính sách liên quan đến hàng không nào đó ra đời. Vậy ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào? Có thể khẳng định là việc mà các doanh nghiệp xin cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không và kể cả kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại là nhu cầu thực tế và có quá trình chuẩn bị lâu dài, chứ không phải là trong bỗng chốc, trong thời gian ngắn chạy đua với thời cuộc để được cấp giấy phép. Liên quan đến việc thành lập hãng hàng không Vietstar Airlines, còn có một số thông tin cho thấy sự khuất tất trong việc thành lập của hãng này. Ví dụ như vốn điều lệ của hãng lại không được xác định bằng các văn bản như theo Nghị định 30 của Chính phủ. Vậy trong quá trình kiểm duyệt hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam đã kiểm tra kỹ vấn đề này như thế nào? Trong cái Nghị định 76 quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản cũng nói đến một trong những nội dung đó, đó là có thể sử dụng báo cáo tài chính đã được kiểm toán để chứng minh vốn chủ sở hữu với mức vốn chủ sở hữu thực tế có là hơn 651 tỷ. Thế còn cái khoảng độ 40 mấy tỷ còn lại thì khi được Thủ tướng chấp thuận về mặt chủ trương cho cấp giấy phép thì trong vòng 6 tháng, khi nào doanh nghiệp đáp ứng đủ cái số vốn đó thì Cục Hàng không thẩm định và báo cáo Bộ Giao thông Vận tải để cấp. Nếu không đạt được yêu cầu đó thì cũng sẽ không được cấp giấy phép. Vậy thưa ông, từ nay đến năm 2030 sẽ có bao nhiêu hãng hàng không nữa dự kiến sẽ được thành lập và bộ mặt của ngành hàng không trong những năm tới sẽ như thế nào? Tùy thuộc vào các nhà đầu tư. Bởi vì kinh doanh vận chuyển hàng không không phải là mảnh đất màu mỡ. Chúng tôi đã thường nói là để trở thành một hãng hàng không thì trở thành triệu phú rất là dễ, với điều kiện duy nhất đó là tỷ phú. Điều này cho thấy thì vốn điều lệ cũng như là cái tiềm lực kinh tế của các doanh nghiệp thực sự phải rất mạnh và là một điều kiện vô cùng quan trọng. Vậy tại sao Việt Nam lại không có chính sách cởi mở hơn để có thể thu hút các nhà đầu tư nước ngoài? Thì chúng tôi cũng đã phải tiếp rất nhiều các nhà đầu tư ngoài nước quan tâm đến việc thành lập các hãng hàng không ở Việt Nam. Tuy nhiên, các cái điều kiện về vốn, đặc biệt là sự tham gia của vốn nước ngoài đối với hãng hàng không của Việt Nam ở mức 30%, thì không đạt được kỳ vọng của họ, bởi vì họ mong muốn là đầu tư vào được nắm được quyền kiểm soát thực sự. Những điều đó pháp luật chúng ta chưa cho, và chúng ta đang quy định như vậy cũng là để tạo điều kiện cho các hãng không Việt Nam thực sự là tồn tại, từng bước phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của mình và đảm bảo trong những lúc khó khăn nhất thì các hãng không của chúng ta vẫn đảm đương được nhiệm vụ phục vụ kinh tế quốc dân và hỗ trợ làm lực lượng dự bị cho quốc phòng. Vâng, xin cảm ơn ông. Bản tin giao thông an toàn ngày 5 tháng 4 của VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.